Chào các bạn đã quay lại với kênh Lọ Mọ. Clip hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sửa một cái tay game Wii này mà nó bị hỏng, nó không vào nguồn. Nguyên nhân là do mình để quên cái pin. Lâu ngày mình không dùng, mình để quên pin nó chảy nước và nó làm hỏng cái tay này. Bây giờ cắm vào thì nó không lên nữa. Bình thường cắm vào nó lên nháy 4 cái đèn này. Đây là pin để lâu rồi nó chảy nước đấy nè, làm hỏng. Thì hôm nay mình sẽ tháo cái tay này ra và sửa cho các bạn xem. Thì các bạn nhìn là pin nó chảy nước này, nó có hai con ốc ở đây, nhưng một con ốc nó cũng bị cái nước pin nó chảy ra nó rỉ, mình không thể vặn được nữa, mình phải dùng cái khoan, mình khoan cái con vít này đi, coi như chấp nhận vứt bỏ con vít này, còn lại ba con này thì vẫn vặn được. Đấy, bây giờ mình sẽ mở nó ra nhé. Con này nó dùng cái ốc ba cạnh, mình dùng cái tua vít ba cạnh. Đây là ba con ốc, trước là bốn con, một con nó dỉ ở đây rồi, mình khoan. Đây là bên trong nó đây. Cái mạch của nó thì rất may là vẫn còn nguyên, nó chưa bị ẩm, chứ cái mạch nào mà nó bị nước vào đây nó ẩm với nước pin ấy, nó chảy ra nó vào nó ẩm, nó bong hết các cái mạch đầu này ra thì chắc chắn là không sửa được luôn. Còn cái mạch này nó đang còn khô nguyên thì hy vọng là sửa được. Các cái chân của pin này vẫn còn nguyên, không bị sao, rất là may. Chứ nhiều cái mà mình tháo ra nó bị mụn hết cả cái mạch đầu thì coi như vứt đi. Bây giờ mình sẽ, đây các bạn mở cái con tụ ra. Đây nó có một cái con tụ này, đầu nguồn. Tụ này của nó là 4V. 4V và 3300 UF microfarad. Đấy. Thì để mình test thử xem là cái mạch này nó còn chạy không ấy, thì mình sẽ cấp điện trực tiếp 3V vào cái con tụ này. Đây nó có chân dương và chân âm này. Đấy của con tụ. Đấy bây giờ mình sẽ cấp cái điện 3V đây. Xem đèn nó sáng không. Nếu mà cấp điện 3V đây mà đèn nó sáng ấy thì mạch này vẫn ngon, vẫn dùng được. Mình sẽ hướng dẫn cách để xử lý nó. Còn nếu như mà cấp điện 3V vào cái tụ này mà đèn này không sáng thì chắc chắn là hỏng, không có cách nào để sửa được luôn. Tại vì cái mạch nó hỏng quá nặng này. Đấy, bây giờ mình sẽ dùng điện 3V để cấp vào đây. Đây mình có cái bộ nguồn đa năng có thể điều chỉnh được vôn này. Nếu các bạn mà không có cái bộ nguồn này thì các bạn có thể dùng hai cục pin tiểu ấy nối tiếp lại với nhau thì nó cũng ra 3V. Đây mình có sẵn cái cục nguồn này, bây giờ mình sẽ
cấp nguồn vào cho cái con tụ này xem nó chạy nhé. Đây, bây giờ mình sẽ cấp nguồn vào chân của hai con tụ này, hai chân của con tụ này, chú ý là đúng cực nhá, cực âm này, và bên đây là cực dương này. Đấy, xong mình bấm cái nút này, đấy thấy chưa? Các bạn thấy đèn nó sáng không? Bốn cái đèn nó sáng không? Bấm cái nút là xong này. Nút này là nút B này. Đấy. Bốn đèn nó đều sáng. Như vậy là cái mạch đèn có thể cứu được đấy. Đấy thì bây giờ là cái mạch này vẫn đang còn sống, có thể cứu vãn được. Đấy, bây giờ mình sẽ làm như nào? Thì đây là hai cái chân pin vào này. Hai cái chân pin 3V đấy. Hai cái cục pin tiểu này nối tiếp nhau nó sẽ thành 3V. Thì đây là cái chân âm và cái đây là chân dương của nó. Thì bây giờ thì mình sẽ cái chân âm này này, các bạn để ý là cái chân âm của con tụ với cả chân âm của cục pin này này thì nó đã nối tiếp với nhau rồi, hai cái chân này thông nhau rồi đấy. Thì bây giờ mình sẽ phải cấp điện thẳng từ cái chân dương của cái đầu pin này, cấp thẳng cho cái chân dương của con tụ này đấy. Bây giờ mình sẽ đấu nối tiếp cái chân này với cái chân này là nó ăn thôi. Như vừa nãy là mình cấp điện trực tiếp vào hai cái chân của con tụ này thôi, âm dương và hai chân con tụ này là đèn nó sáng. Và thay vì cấp điện trực tiếp như vậy thì mình sẽ câu cái chân của cái cực dương pin này vào cái chân dương của con tụ này, thế thôi, thế là nó ăn. Đây, bây giờ các bạn hàng cái mẫu này, đây là chân dương của pin này vào cái chân dương của con tụ đấy. Nhưng mà mình sẽ không hàn ở trên này, mình sẽ hàn ở mặt sau để cho một là nó không vướng cái bề mặt này, hai nữa là nó không che các cái bốn cái đèn led này đấy. Mình sẽ hàn ở mặt sau để cho nó gọn gàng. Mình dùng một cái đoạn dây điện nhỏ nhỏ này thôi. Các bạn đi dây này cho nó gọn gàng và không bị vướng vào được. Cục dung của nó đây. Đấy, mình đã hàn nối cái điểm này với cái điểm này chân dương. Đấy, bây giờ mình đo xem nó thông cho nhá. Đấy, chân dương của pin này với cả chân dương của cái tụ này. Đấy, thông nhau. Còn là chân âm của pin này với chân âm của cái tụ này. Đấy, cũng thông nhau. Đấy, mình đấu cái dây này là gọn gàng, nó che đi, nó không bề mặt trên này không có. Rồi bây giờ mình lắp vào mình thử xem nào.
có đúng như cái kịch bản của mình không? Đúng như phỏng đoán của mình không nhé? Nên các bạn dùng cái tay này, các bạn chú ý là tốt nhất là mình nên dùng cái loại pin sạc ấy, nó vừa kinh tế, nó vừa không bị quên, nó không bị chảy nước này. Cứ dùng cái pin con thỏ ấy, pin đều thì nó mình quên thời gian là nó chảy nước, nó hỏng hết cả cái tay ấy. Dùng cái pin sạc nó vừa kinh tế mà nó vừa bảo vệ môi trường. Thì mình dùng cái pin một lần ấy, dùng một tí lại phải thải ra một đống. Các bạn lắp đúng cái khớp của nó là được rồi. Lắp pin vào thử luôn nhé. Đấy, thấy không? Lên đèn nhá. Ngon rồi. Đấy, lắp xong rồi mình ra thì mình thử trực tiếp trên máy xem là nó có chạy không hay là nó chỉ lên đèn như thế này không. Đây là cái loa của nó này. Hoặc là kiểm tra các cái phím bấm xem nó có đẩy không. Nó không đẩy có nghĩa là nó bị lệch cao su có xiết. Đấy, lên đèn rồi. Rồi rồi, bây giờ mình ra kia mình thử nhá. Rồi bây giờ mình test trực tiếp trên máy luôn nhá. Đây là cái tay mình vừa sửa đây. Đấy. Đấy, bấm nút đỏ này thì nó sinh, nó kết nối với cái đầu ấy. Đấy, sau đó thì mình bấm chiếc nút sinh trên cái đầu. Đấy, nó nhận tay số 1 này. Đấy. Rồi, để sang máy quay một tí nhé. Đấy, mình chơi thử trò tennis này. Cảm biến của cái tay sao.
dây vào. Chơi Wii này phải đeo dây vào tay không à? Buộc tay là phi luôn cái điều khiển vào TV. AB này. Đấy, trên này nó có loa nó phát ra. Gọi như là đan đi. Ok. Để mình thử chó khác nha. Xem bằng các cái nút bấm này nó có bị liệt tí nào. Bấm home này về menu chính này. Nhà chơi thử chó 4 nút này. Game kinh điển này. Nút trừ này chọn hai người cộng này start này bạn có còn nhớ cái game này ăn nấm mạng này. Đấy. Bắn này bắn một bắn này đấy rồi tím thấy là ngon rồi để hôm này tắt máy thì các bạn giữ lì cái nguồn này giữ một lúc nó tắt rồi. Đấy, máy tắt rồi. Đấy, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách để sửa cái tay game Wii nó bị pin chảy nước. Đấy. Nhưng mà sửa cái này với điều kiện là cái mạch của nó vẫn còn nguyên nhé, mạch của nó vẫn sạch nhé. Cứ nhiều cái mạch mà nó đã bị mủn rồi ấy, nó bong hết cả cái mạch đồng ra rồi thì chịu không sửa được. Mạch này rất may là nó cũng là ngon, nó sạch, nó khô thì phải sửa theo cách đấy cũng đơn giản thôi đúng không bạn? Đấy. Chỉ cần nối dây thế là nó chạy thôi. Nãy mình test nó chạy bình thường, chẳng bị lỗi gì cả. Đấy. Các bạn thấy video này hay thì hãy cho mình một like nhé và nhớ đăng ký kênh của mình để được xem những video mới hơn. Hiện đây thì mình cũng có bán các cái máy Wii này, mình có cũng bán các cái máy game ấy. Máy Wii trên kệ là mình có mấy cái. Máy Wii PS này, PS2, PS3 có. Các bạn nào có nhu cầu thì cứ comment ở dưới cái comment của video nhé. Mình sẽ phản hồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn thành công.